lắp có dễ không ạ? Ui, thực sự nha, trông nó to này thôi nha mọi người, nhưng mà lắp dễ mà. Tất cả các cái mẫu đều có dẫn dẫn của nó, nên là mọi người yên tâm nhá. 6 tuổi trở lên đã lắp được rồi, mà mình bây giờ là rơi tầm khoảng hai mấy, mười mấy, ba mấy, bốn mấy, khả năng có các bác 50 mấy tuổi cũng lắp vào cơ. Mọi người nhìn theo hướng dẫn mọi người lắp là ok là. Và mình có làm cả video hướng dẫn trên kênh của mình nữa, nên là mọi người yên tâm nhá. Bác nào đang tìm một cái mẫu to, sang, đẹp, xịn, thẩm cho mình con Lân này nha mọi người, đây là cái mẫu xứng đáng săn của năm nha mọi người nhá. Mà cái mức giá con này êm quá trời êm luôn, mà đẹp quá trời đẹp luôn, trưng bày sang quá là sang luôn, trưng bày phòng khách, quầy thu ngân, nơi buôn bán hay là văn phòng làm việc của mọi người. Đây là nhựa này làm từ nhựa PP nhé mọi người nhá, rất an toàn cho da, không gây mùi độc hại hay là gì cả, nên mọi người yên tâm, không bay màu, không chóc sơn, trưng bày lâu hay là mấy năm trời cũng không sợ bay màu nhá. Có chăng thì nó có bám mũi thì mọi người dùng nước mọi người xả một phát lại sạch như mới luôn. Mỗi ngày mọi người bỏ cho mình 2-3 tiếng lắp ráp thôi nhá. Thế thôi, nắp nhiều đau lưng ngoài gối, trầm cảm luôn đấy. Chưa tới 600k, tặng thêm búa, thêm keo, thêm đèn, mọi người bấm vào giá hàng góc trái màn hình tham khảo nhá.